Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, sáng ngày 26 tháng 10, Trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2 đã tổ chức hội thi tìm hiểu lịch sử quê hương Quảng Ninh và trao giải cuộc thi làm đồ dùng, đồ chơi từ sản phẩm tái chế. Trong những ngày qua, cùng với nhiều giải pháp đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục, Trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2 đã lồng ghép việc giáo dục lòng yêu nước cho học sinh qua các bài giảng của các môn học. Các hoạt động ngoại khóa, hội thi tìm hiểu lịch sử quê hương Quảng Ninh là một trong những hoạt động như thế. Qua các hoạt động như thế này, các em học sinh sẽ có thêm hiểu biết về quê hương nơi mình đang sinh sống, yêu mảnh đất Đông Triều anh hùng, giàu truyền thống cách mạng. Từ đó xác định cho mình ý thức, trách nhiệm xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp văn minh. Trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2 tổ chức hội thi tìm hiểu lịch sử quê hương Quảng Ninh nhằm giáo dục lòng yêu nước cho học sinh trường của mình. Muốn giáo dục lòng yêu nước thì phải làm cho các em hiểu được cái quê hương đất nước của mình. Do vậy mà cái hội thi này mang đến những kiến thức về lịch sử cũng như là lý của quê hương Quảng Ninh để các em có quyền tự hào về cái lịch sử đó, tự hào về cái mảnh đất mình sinh sống, để từ đó các em học sinh có trang bị cho mình những kiến thức và những hành trang để bước vào cuộc sống sau này, các em có thể xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp hơn. Ba đội chơi có tên Cánh Én Hồng, Biển Xanh và Thắp Lửa Truyền Thống đã trải qua 4 phần thi, chào hỏi, tìm hiểu kiến thức, hùng biện và năng khiếu. Trong phần thi tìm hiểu kiến thức, các đội chơi đã thể hiện sự hiểu biết sâu rộng về lịch sử địa phương cũng như quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong suốt 50 năm qua. Đặc biệt trong phần thi hùng biện với chủ đề Quê hương Quảng Ninh, các bài hùng biện đã sử dụng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt cho thấy tài năng, trí tuệ của tuổi trẻ Quảng Ninh trước xu thế hội nhập và phát triển. Trước khi đến với hội thi tìm hiểu về lịch sử Quảng Ninh thì kiến thức của con về Quảng Ninh thì nói chung là vẫn còn khá là hạn hẹp và vẫn chỉ xung quanh và cái kiến thức về con biết về quê hương của mình thì vẫn chỉ xoay quanh là về các một số khu du lịch nổi tiếng như là ở Hạ Long hay là bãi dài ở Vân Đồn. Nhưng mà sau khi tham gia cuộc thi này thì kiến thức của con đã được mở rộng rất nhiều. Con biết thêm về văn hóa, lịch sử lâu đời và đặc biệt là ở vùng đất đệ tứ chiến khu Đông Triều của mình. Và ngoài ra con còn được tìm hiểu thêm về các di tích lịch sử, các khu du lịch sinh thái và các nền văn hóa thông qua cuộc thi này nữa. Hội thi tìm hiểu lịch sử quê hương Quảng Ninh đã thành công tốt đẹp. Đây thực sự là sân chơi bổ ích giúp các em hiểu sâu sắc hơn về lịch sử địa phương, đồng thời bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước. Trước đó, hưởng ứng chiến dịch, ngày làm cho thế giới sạch hơn, đồng thời nâng cao nhận thức của học sinh, thể hiện trách nhiệm và đóng góp chung vào những nỗ lực quốc gia và toàn cầu làm cho thế giới sạch hơn. Trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2 đã phát động cuộc thi làm đồ dùng, đồ chơi từ sản phẩm tái chế. Và trong khuôn khổ hội thi tìm hiểu lịch sử quê hương Quảng Ninh, ban tổ chức đã trao giải cho các cá nhân và tập thể lớp có những sản phẩm độc đáo, sáng tạo. Toàn bộ đồ dùng, đồ chơi làm từ sản phẩm tái chế này sẽ được tặng cho các trường mầm non. Tại hội thi, đồng chí Nguyễn Hồng Quảng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2 cũng đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra. Ngay tại lễ phát động, các đại biểu cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã quyên góp được gần 15 triệu đồng. Số tiền này sẽ nhanh chóng được chuyển tới đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão số 10, góp phần giúp đồng bào vượt qua khó khăn, sớm ổn định sản xuất và đời sống.